Sau đây mình sẽ thử tìm một số máy giặt lồng ngang giá rẻ. Sau khi vào Migen Product, bạn chọn thư mục máy giặt, sản phẩm được sắp xếp sẵn theo giá thấp đến cao. Ở hai vị trí đầu tiên là hai mẫu máy giặt đến từ thương hiệu Casper. Vị trí giá rẻ thứ ba thuộc về máy giặt Aqua. Vị trí 4 và 5 tiếp theo thuộc về máy giặt Samsung và Toshiba. Như vậy bạn đã có top 5 máy giặt lồng ngang giá rẻ từ các hệ thống điện máy. Việc còn lại bạn có thể tham khảo đánh giá của người dùng và đọc thông tin chi tiết để chọn mẫu máy giặt ưng ý.